chặt các bạn đến kênh xem cách 24 giờ. Viral 1/10 cái bản 2.9 nâng cấp đẹp gây mê người xem. Có thể nói vẻ đẹp nguyên bản chưa bao giờ làm hài lòng những dân chơi xe. Vì thế mà những chiếc video 1/10 các bạn trẻ phải tự đầu lại để làm hài lòng bản thân và khiến chiếc xe trở nên bắt mắt, giá trị hơn. Vẫn là sự hiện diện của gốc combo quen thuộc tay thắng Rainbow AZ kết hợp cùng với phần tay con tiếp em, hai dòng sản phẩm rất được yêu thích và những em chơi xe thường kết hợp chúng với nhau. Không chỉ ưa chuộng chính dòng xe con tài, hiện nay cái những dòng tay ga mới nhất với dòng Pyro cũng rất hay dùng. Xung quanh phần đầu được trang bị rất nhiều chi tiết ốc Rhinam điện phân đen màu titan xanh tím vô cùng bật. Chất liệu ốc này sau thời gian dài bị xuống màu, anh em chơi xe phải tháo ra điện phân lại mới có thể dùng được. Bên cạnh còn có cụm đề máy Dono chính là cụm tăng tốc cùng với hiệu số chứng minh cái tâm màu đen kết hợp cùng dây ga Thái Lan để thêm bấm nhắc dài phù hợp cho rất nhiều dòng xe dùng. Sự kết hợp bao tay Barracuda tăng thêm độ bám tay như cả đi trong thời tiết xấu. Ở chụm trên mình cái dòng Hellstar với phần đầu được bấm các dòng CNC trông rất đẹp mắt, giúp dây ôm theo đúng cái đế ốc chậu hơn, tránh tình trạng uốn cong dây làm mất thẩm mỹ cái dàn chân trước. Ở chụm trên mình theo dầu Fandor Hybrid để xứng, ngoại hình được làm bằng cái đi nhôm CNC kết hợp cùng đĩa Rainbow Oro 255. Hai món đồ chơi đều không dành cho cái xe phân khối nhỏ nên thái lắp dễ dàng, người chủ không thông qua một bộ phát heo, và đồng đĩa được làm bằng chất liệu nhôm siêu cứng. Hai thống chơi sau sử dụng cho mình cái phục Harlin phiên bản bình dầu rời nằm dưới, sản phẩm dành riêng cho chiếc Volvo X sử dụng, và một số dòng như là Vision Xmod cũng hơi tận dụng được, làm cho chiếc xe đẹp hơn. Bên cạnh đó người chủ còn đổ thêm chính nhóm chữ CC vô cùng nổi bật. Hay sở là cái sự kết hợp giữa cái bộ 4 Ross và khổ Titan đem lại cái sự quyến rũ hơn. Cái mẫu bộ này hiện nay đang được săn tìm rất nhiều bởi những dòng chơi Pyro khác sắc, bởi vẻ đẹp ngoại hình đơn giản và chất liệu của nó trong giới chơi xe buýt hiện nay là không thể bằng nãy. Chi tiết kẹt nước cũng được làm bằng cái chất liệu nhôm CC được nhuộm đen và ống nước Samco được thay đổi cho sản phẩm cái gam màu đen chính hãng. Quay thừa hưởng cái biển tứ quý bạn người ao ước. Thuộc sở trên mình mà của một cái bạn tên là Trương ở Vũng Tàu, cái chiếc Honda Way ở đây đã để lại rất nhiều cái cảm xúc với những món đồ chơi quen thuộc. Và cái chiếc xe còn hưởng một cái phần biển số mà có cái chục cây vàng cũng khó tìm kiếm được. Giữ nguyên cho mình phong cách hai kính đơn giản và đơn sinh. Tuy nhiên người chủ ở dùm cho mình cái kính sắt có cái trần chân inox trắng vô cùng đẹp. Cái phần chân răng kính là phải được minh lại hoặc dùng một cái đoạn chân kính rời. Ở dùm cho mình cái phần tay thắng GAZ AC2, món đồ chơi tinh tế được rất nhiều chia sẻ chỉ người này lựa chọn. Cái điểm lợi thế của mẫu này là được lắp lên nhiều cụm khác nhau, chỉ cần quay được cái bản lề bên trong là dùng được. Ở dùm cho mình bao tay Spider kết hợp cùng với cụ dài CC các bộ Rainbow đạo kiểu. Chai dầu Thái nằm ở bánh trước được kết nối vào heo dầu Nissin 4 bit đối xứng, đi cùng với đĩa Nissin kích thước size là 220. Tất cả những món đồ chơi trên đều được cố định bằng ốc Rhinam Titan. Những món đồ chơi này của Thái Lan gia công sản xuất có độ bền đạt khá cao nên anh em có thể yên tâm dùng. Cái phần cản sau được minh lại bằng chất liệu Titan được canh chỉnh sản xuất riêng cho cái dòng quay sử dụng nên cũng không cần phải chế cháo gì cả. Cái giảm chống sau hướng tới cái sự đơn điệu hiệu năng cao, vì vậy người chủ đã dùng cái phục này của Thái có điểm nhấn đặc trưng cái gam màu vàng duy nhất trên phần lò xo, khó nhầm lẫn với bất kỳ cái thương hiệu nào. Và người chủ cũng không quên xô ra cái phần biển số ở siêu khủng mà bao nhiêu tay chơi xe phải ao ước. Cảm ơn các bạn xem video clip này và tiếp nhớ like, subscribe.